Hoàng Lương trong vai chị trưởng thôn, bé Châu, bé Như, bé An trong vai các con, phụ huynh bé Điền, phụ huynh bé Thảo trong vai hàng xóm. Sau đây tiểu phẩm xin phép được bắt đầu. Vừa đi uống rượu giờ cũng nằm ngủ cũng chưa dậy nhỉ.
Thế anh nhà chị có nhà không chị? Có không, cô giáo ạ? Chị dẫn em về nhà để em nói chuyện với anh được không ạ? Con mời cô giáo, mời bác trưởng thôn. Nhà chị là có mấy chị em xinh gái thế, ngoan nữa. Bố nó ơi, dậy đi bố nó ơi. Có cô giáo và bác trưởng thôn đến nhà. Dậy đi. Ai đây? Ai đến? Đang buồn ngủ. Em chào anh Bao. Em chào anh Bao. Không dám. Chào chị trưởng thôn, chào cô giáo. Anh vừa đi đâu về đấy? Tôi có đi đâu đâu. Hôm qua đi gặp mấy ông bạn nên là đóng rượu hơi căng, cô giáo ạ. Anh uống rượu ít thôi, uống nhiều cũng tốt cho sức khỏe đâu anh. Thế cô giáo với chị trưởng thôn đến nhà tôi có việc gì đấy? Anh ta ơi, mấy ngày hôm nay không thấy anh cho các cháu đi học nên hôm nay em đến đây để xem là thấy chị bảo anh suốt ngày đi uống rượu về là không cho các cháu đi học nữa ạ. Thôi, nhà tôi nhiều việc lắm. Trẻ ở trên đồi già hết rồi kìa, có ai hái đâu. Anh xem tôi không cho đi học đâu. Anh xem này, các cháu vừa còn nhỏ thế này đã đến tuổi lao động đâu. Việc bắt các cháu bỏ học sớm và đi làm là vi phạm quyền và nghĩa vụ của trẻ em đó anh ạ. À. Cái gì? Trẻ con mà cũng có quyền á? Quyền là tôi đây này. Anh xem này, theo khoản 2 nghị định 144. Theo khoản 2 nghị định 144 2012-2013 ngày 29 tháng 10 của Chính phủ về bảo vệ chăm sóc trẻ em quy định phạt tiền từ 1 triệu đến 3 triệu đối với hành vi vi phạm dụ dỗ lôi kéo ép buộc trẻ em nghỉ học và học đấy anh ạ. Thế hả cô giáo? Không anh. Anh Tao ơi, như thế là không được đâu. Đã thế anh còn có suy nghĩ là trọng nam khinh nữ. Con nào mà chả là con. Anh cứ nuôi con học hành đầy đủ, khôn lớn, sau này các con sẽ báo hiếu anh thôi. Từ bây giờ anh cũng nên hạn chế uống rượu đi. Anh còn đang trong độ tuổi lao động, mà anh còn thuộc diện hộ nghèo của thôn nữa. Như thế thì xấu hổ lắm. Từ mai anh cô chỉ lở làm việc và cho các cháu được đến trường được không anh? Vâng, vâng cô giáo, vâng, vâng chị trưởng thôn. Thế từ mai tôi sẽ cho các con đi học với cô giáo nhá. Mẹ mày ơi, mày quá, hôm nay có cô giáo và chị trưởng thôn đến thì tôi mới nhận ra đấy. Thế từ mai tôi sẽ cho các con đi học đầy đủ với cô giáo. Các con có thích không? Nhờ có cô giáo đến và bác trưởng thôn động viên nói để lão chồng tôi mới nghe đấy. Rồi, từ mai tôi sẽ cho các con của tôi đến trường với cô giáo. Bố đó ơi, bây giờ bố đó đã nhận thức được rồi. Bây giờ cũng sắp đến ngày 20 tháng 11 rồi đấy. Để tỏ lòng biết ơn các thầy, các cô. Bây giờ cả nhà mình cùng đúng chung vui mà bài hát. Bố đó có đồng ý không? À, được, được, được. Vậy để tôi đứng dậy để mời các bác hàng xóm cho chung vui nhá. Thế cô giáo ơi, chị trưởng thôn ơi, lại đây nào. Đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị đại biểu, ban giám khảo lời chúc